Không có direct thiệt các bạn. Cắt một cái túi ra để làm đồ là hơi bị gắt luôn đó. Hello các bạn trẻ. Và chúng ta sẽ trở lại với Osusu TV. Và chủ đề hôm nay đó là hội Rick Kit. Nghe là thấy tiền rồi. Tôi là một người sống rất giản dị và bình dân. Okay. Tôi chỉ chọn lui tới ở những nơi mà kinh tế của mình cho phép. Có cái Time City ở ngay đường Nguyễn Huệ, các bạn có cái hình con công á, thì đó là 6 sao đó. Chỉ tới những cái nơi mà điều kiện cho phép thôi nha. 6 sao. Khách hàng của tôi là những người có học thức và địa vị. Họ có rất nhiều tiền và tôi thổ thẹn về những cái mà mình đang mặc ở trên người. Chỉ vài trăm triệu. Chỉ vài trăm triệu. Sang trọng và đẳng cấp như các bạn trẻ. Ăn cơm ở nhà còn lo chuyện của người ta. Tôi chọn những nơi giống như quán cà phê mà tôi đang chọn dành cho những người có thu nhập thấp. Rất nhiều người miệt thị và chê cái nghèo của tôi, nhưng đa số là những người không bằng tôi. Tôi rất nghèo nên lao động và làm việc cả ngày. Các bạn trẻ mà chửi tôi, các bạn đó giàu hơn tôi rất là nhiều. Ủa sao nói chuyện giống như kiểu châm biếm á ta. Bạn không để avatar, không lấy Facebook và TikTok để làm kinh doanh. Lúc nào cũng đi lo chuyện nhà của người ta, rồi đi chửi bới mà vẫn có tiền để xài. Đó là những tấm gương mà tôi cần phải học hỏi. Hôm nay là vẽ phác thảo cho chị khách và một chiếc đàm cực kỳ xinh xắn được ra đời. Còn đây là phần thưởng ăn cho vui, cái này thì cũng rẻ thôi. Tôi rất thích cuộc sống giản dị và bình dân của mình. Vì những người chửi tôi và cho là hơn tôi thấy họ khủng khiếp quá. Tôi không dám bằng họ đâu. Nghe tôi ghét à. Wow. 11 mạ vàng. Ủa cái này là Phạm Băng Băng mà Rick Kit cái gì vậy trời ơi. Cái này gọi là đại gia rồi chứ không phải là Rick Kit nữa nha các bạn. Sao tự nhiên lộ vô cái hội Rick Kit vậy? Xe đâu các thứ. Nobody but me can keep me safe. Cầm đi đái hả? Quay cái gì vậy? Belly. Trời, tôi thích biển, tôi thích hồ bơi lắm luôn á, mặc dù tôi không biết bơi. Gặp cái mùa này không đi du lịch gì tất. Oh, we need to know it. I love it so much, so we have to love. And you need to understand that one from above. Cái túi vàng đô vậy. Túi trăm mấy trăm triệu là bình thường. Ngoài đâu cũng voi vậy, cũng voi này của tôi. Mà đã từng coi cái vlog đi tìm voi của tôi thì chắc mọi người sẽ biết tôi nhắc tới nó. Từng người Thái có voi ha. Wow. Nhìn thích vậy. Thiên đường. Cricket đây nè các bạn. Cricket Trung Quốc. Cricket Trung Quốc giàu lắm. Ôi, mạ vàng luôn mới ghê chứ. Chiều quá hả? Cái gì mà tôi tức mấy clip gì đâu mà cứ ngắn rồi mình muốn coi tiếp. Mình phải quan sát đủ chứ trời. Không có direct thiệt các bạn. Cắt một cái túi ra để làm đồ là hơi bị gắt luôn đó. Đẹp không, nhưng mà đẹp, bộ này đẹp thiệt. Được, cắt ra được đồ ha. Nhìn thấy thành quả là thấy đồ. Hello mọi người, sáng nay gặp đối tác xong mới biết là trời ơi, không có unit bởi vì sợ cái quần thuộc nên vào và xa xỉ để mua đại một con unit. Thác không thôi vì quần thuộc quê lắm á.
Bảo hay mua và xa xỉ ở Vincom, nhưng mà sợ bây giờ hùng thì tục nó sắp cho lên nên được hai cửa vô hàng mua bảo một đại rồi. nhật Bảo qua khách sạn Red lại để mua. Hôm nay có một collection mới, Bảo mua nguyên một bộ này luôn, gồm ba ví, là gồm có ví tai, ví như cái già anh và hồi ví nãy nhỏ đúng không luôn. ta? Thường thì dòng luxury chỉ đựng thẻ thôi, nên bởi vậy không cần tiền mặt nhiều. Tiền ở trong thẻ Bảo thì nhiều lắm nên không vấn đề. Và dớt luôn cả em này, rất thích đúng không? Chỉ có 27 triệu thôi. Tiếp theo là Chỉ có tới 27 dây triệu nịt là thành phần chính rồi. Hồi nãy giờ mua lan man, vừa màu vàng và màu bạc. Mọi người thì gọi là màu hinox, còn Bảo thì Bảo gọi màu bạc, màu đen. Màu vàng thì mắc hơn. Thôi thì lấy hết hai cái cho chắc ăn nhất. Ra tính tiền rồi này. Khổ vậy đó các bạn. Chơi xe mua trần cho lắm vô.